Mình hồi nãy quay nhà bác Bươn rồi, bây giờ mình quay tới nhà mình nè. Đó, đằng trước là cái cây bông trắng đẹp lắm nè, bên cạnh là cái xe mà bé Thanh thuê để mình đi chơi đó. Đó, đây là nhà hàng xóm nè, rồi bên cạnh nhà mình nữa là đây là xe của bác Bươn nè, với lại hai cái cây bông hồng nè. Đó, rồi bây giờ quay về phía trước nhà mình nè. À, có một cái cây lớn lớn ở bên cạnh thôi, còn chính giữa nhà mình nè, nó không bị vướng cây nè. Đó, chính giữa nhà mình là nhìn đẹp chưa nè. Bắt đầu là chính giữa nè. Đó, xong đến cái gà da nè, đó, đây là cái số nhà của mình 4725 đường Olympia. Bây giờ mình đi vô cửa nha. Rồi, lâu đài tình ái đấy. Bây giờ mình đi vô cái cửa nha. Cửa chính nhà mình là đây. Mình ở nhà Mobile Home thì mấy chục năm mình không được vô cái cửa chính. Bây giờ mình ở đây là nhà mới mình đó. À, nhà mới mình đó. Chờ má đang cởi đôi giày đó nha. Mình đi. Ông già lạnh mạnh đang đi tham quan nhà mới. Đây. Mới bước vô đây là cái phòng mà phòng phòng lớn là phía bên ngoài, chắc là mình làm cái phòng khách thôi. Cái màn gió của chủ cũ của người ta nè, cái màn gió mà sao mà nó màu màu tím đen đen nè. Ngó lại ngó cái màn coi nè, tím nè, đẹp nhỉ. Đó, hai cái cửa sổ, hai cái bức màn đẹp gớm, tím. Đây là cái đèn chùm ngay giữa nhà, cái phòng. Bước qua chắc đây là cái nhà bếp, giờ chăng là cái nhà bếp. Nhà bếp thì cũng gần giống với nhà bếp ở Bắc Bươn. Nhà bếp nè, cái bếp ga màu đen. Còn đây là hai cái sinh, đây là những cái tủ, đây là oven, lò nướng. Xung quanh với nhà bếp. Chiếu vào cái nhà bếp mà chỗ này để mình ăn. Đây là vạn qua cái phòng khách dưỡng già. Đó, cái phòng khách để dưỡng già. Cái cầu thang nhà mình có lầu mà. Đây, phòng khách để dưỡng già, nhìn từ ngoài vô. Đấy, cái cửa sổ. Đây là cái lò sưởi, hai cửa sổ hai bên. Cái này là cái phòng ăn, là cái bên là thông ra ngoài vườn. Đó, quay lại bên kia là cái nhà bếp. Rồi, ở ngoài cửa đi vô nè. Ngoài cửa đi vô thì hồi nãy má quay ở bên đây á, là cái phòng khách có cái hai hai
cái cửa sổ, hai cái rèm đẹp quá. Còn bên này á, bên này là một cái phòng. Bên này đó là cái phòng này chắc người ta để máy giặt gì đó, nhắc lấy ra cái máy giặt rồi. Bên này là cái gara. Này gara. Ở dưới này thì chỉ có nhà bếp nè, một cái phòng khách nè, một cái phòng lớn nè. Bây giờ phòng lớn nè, ôi rồi ông cháu đang nằm ảnh khò giữa phòng. Quá phê ha. Đấy. Bác Thành đã tham quan cái phòng tham lớn. Tham quan cái tủ bực hơn cái của tủ. Con. Ôi vậy hả? Ôi rồi cái tủ này vậy cho tao phải xài đã quá nè. Hai ông cháu ảnh khò. Ôi dồi ôi, đã ảnh khò ngon lành. Chủ ngon lành, ăn ngon lành. Chồng với cái tạp về, cái chân đụng em nó vậy. Đấy, ông cháu mẹ ảnh khò. Cái phòng lớn ở dưới nhà đó. Đây là trong cái Z-Zun. Cái Z-Zun thì có một cái bồn tắm đứng, một cái bồn tắm ngồi. Ôi, rộng rãi quá. Đấy, Z-Zun. Cha, hai cái sinh rửa mặt. Có đèn nè, đây là một cái sinh nha. Đây là một cái sinh nữa. Ủa cha, quá xa đẹp à, có mình quay phim cho mình luôn. Tại vì trong phòng này có kiến bốn xung quanh, mình thấy mình luôn. Mình cũng đẹp trai lắm nhỉ. À, cái phòng này là phòng gì? Rồi bây giờ đi vô coi cái phòng áo nha. Phòng tắm nè. Cái phòng áo trời ơi, phòng áo quá xa rộng nha. Tha hồ mà cho má để đồ. Mà đồ mà tới khi mình sang đây thì mình dục đi gần hết rồi, mình có đồ đấy đâu mà để. Mà quá trời đồ, quá trời ngăn tủ. Chúc cha ngăn tủ nè. Đường chỗ treo áo dài nè. Chỗ treo áo đầm nè. Treo ở trên nè, treo ở dưới nè. Tháo vào chỗ treo nè. Còn treo ở tuốt ở bên trên trời nữa kìa. Đã quá tháo hồ mà treo đồ nhá. Kệ đấy nè. Kệ trên nè. Kệ dưới nè. Cái phòng master bedroom đã thiệt. Rồi. Rồi tốt đi.